Đấy. Bây tất nhiên bây giờ em là nắm kỹ thuật đấy, Đây vừa nãy mua của em vừa nãy em chia sẻ màu luôn xanh này, có này, thêm kinh nghiệm màu đấy. xanh này, Ok, cho chữ 7 này. Đây nha. Từ từ em nói em quay cho ông anh mình. Thế con này nó không khác thích. Thì con 8T mà. Đây anh Quang ơi, đây về đúng cửa hàng của em Hưởng ơi. Kênh cũng đúng kênh Hoàng Gia uy tín chất lượng ra đội đây. Em ngồi tận nơi quay trực tiếp chiếc đấy. 450T bản đặc biệt anh nhá. Đây đấy. Đấy bây giờ em có cái gì em cơ bản em nói luôn. Đây này, đặc đặc biệt thứ nhất là cái vỉ nó sẽ có bốn cái kích là nó bằng nhôm hết. Ok còn em. Con bản thường ấy là nó sẽ là một nhôm một than. Ok em. Đấy. Đấy là đặc đầu tiên, thứ hai là con này là nguồn xanh này. Ok em. Nguồn xanh này. Đấy, nguồn xanh quân đội. Dạ. Rồi. Đấy. Còn dưới đáy của nó thì nó sẽ là tụ lùn. Đấy, rồi, tụ lùn okay. Thì nó không khác gì con 850T cả. Thì đây là một con đặc biệt. Tiếp 450T nhá. Bản đặc biệt luôn. Đây. Đây là sẽ tháo cái phần đáy này, chúng ta sẽ nhìn được cái hai con tụ lùn này. Em quay luôn để tí em chia sẻ vào Zalo cho anh. Tại vì là máy này mà anh hết dung lượng rồi. Em quay từ đầu đấy chứ. Đó, có quay từ đầu. Vẫn là máy của Hưởng luôn đây đúng không? Máy của em này. Chia sẻ được anh. Tí chia sẻ vào Zalo anh, tí anh lấy số điện thoại đây. Chỉ sợ nó nặng quá nó chia sẻ Zalo không phải cắt ra thôi. Đây. Đây tụ này tụ 8T này. Ok. Tụ lùn này, còn tụ của nó bình thường nó sẽ dài hơn một chút. Ok. Thì cái này em có video đã so sánh giữa 800T và 450T thường và 450T đặc biệt rồi. Tại vì hôm nay anh về tận nơi đây em thì em giờ lần nữa là cho anh xem lần đấy. Cuối cùng đúng không? Đấy, đây chia đao này. Đấy, đấy như cái vết này là nguyên bản. Vâng, đúng rồi, là nó sản xuất đúng không? Vâng, đúng rồi đấy. Chia đao bên đây. Và tóm lại chiếc này thì em đảm bảo anh là zin nguyên bản toàn tập. Đúng rồi. Đấy. Cam kết luôn nha anh. Không có một cái vết gọi là chấm hàn gì cả. Và nó dùng cũng rất là ít. Bo mạch. Những cái mạch này sáng. Bình thường nếu mà dùng nhiều thì cái mạch thông thường những con điện trở nó sẽ làm đen cái chân này này. Đen như này nó nóng mà. Rồi ok. Thì những con nào mà dùng ít thì thông thường cái mạch nó rất là sáng. Ok ok. Đấy, đấy cũng là một cái cách để chúng ta lựa chọn máy. Ok. Con nào dùng ít dùng nhiều thì mình nhìn những cái phần này con điện trở nó rất là nóng. Nên tại sao nó phải cắm cao lên. Rồi. Cắm cao để nó tản nhiệt. Ok ok. Đấy, đấy, tất cả đều cắm cao hết này. Và nó không bị đen. Thì thực ra là từ trên video thì hôm nay về đây thì anh xem là đều mới mẻ và sạch đẹp. Thế anh rất là thấy thoải mái thôi. Còn xong cái này nhá là tí nữa có thể là em bỏ cái 800T ra đây. Anh ngồi trực tiếp đây. Thì em cho anh xem lướt qua tí được không? Đấy thì về mình truyền đạt ông anh cũng dặn dò vào xuống xem giúp trước hộ anh. Rồi, để anh yên tâm. Rồi nhất trí anh. Ok được. Thế bây giờ em có thể nắp vào được rồi. 800T con kia hình như cũng nguồn xanh luôn đấy. Rồi cứ để đây cho xanh sẽ tháo. Sẽ tháo con kia ra. À, đúng rồi. Đúng chính xác, chính xác. Nam muốn mua được cái video này hay. Đây em quay thẳng vào anh một tí để cho ông anh biết là anh về đây. Đây anh Quang nhá, em về trực tiếp đây này. Đấy. Thằng em đây. Trực tiếp rồi. Mà quay một chút anh đây thôi. Anh ở Yên Bái nhỉ? Anh ở cây 7. Cây 7 Yên Bái. Khách hàng cây 7 Yên Bái là mấy chục cây anh về đây mình. Cây hơn 200 cây. 200 cây. Mấy giờ anh ở đây về mà làm này? Anh hôm nay đi xe khách nó đi hơi chậm. Anh đi từ 8 giờ hơn. Lúc anh gọi điện cho em đây. Mặt khách thì em cũng phải hẹn sáng rồi em bảo sợ chiều em có việc em đi ấy, em không nhà thì em cũng phải bảo trước vậy mới lúc anh đến này. Tuổi anh thì nghĩa là không, người ta bảo trong cái điều kiện kinh tế thì không đủ tuổi chơi cho nó phải chơi con 450 này luôn. Ông anh nhà anh thì đủ tuổi hơn anh, ông anh sẽ chọn 800T. Thế nhưng nhà mình ngay bây giờ luôn. Ngay bây giờ thì là có bao nhiêu con như thế này? Không có nhiều anh ạ. Đồ này nó hiếm thì không có được đâu. Những cái nguồn xanh con. Bộ đội này anh đừng nghĩ là có hai con trong nhà không có đâu. Nhiều khi đi mua còn chẳng mua được hai con một lúc ấy. Nghĩa là anh bây giờ về đây thì cũng gọi là mấy hôm nữa thì nếu mà ông anh lấy thì sẽ về lấy cùng anh. Và ông anh cũng như anh chơi là bọn em ra những cái giá nó là giá sàn chung quy định của các kênh rồi đúng không? Thế nhưng bọn anh cái chơi thì rất quan tâm. Mình muốn tìm đến cái chủ bán là thứ nhất là người quan tâm và tư vấn nhiệt tình. Cái thứ hai là máy có tình trạng như sao báo thế đúng không? Đúng rồi. Đấy, và zin toàn tập hoạt động hoàn hảo. Và cũng như anh tìm hiểu nơi em là em bảo hành cho bọn anh được 3 tháng đúng không? Còn về phía bọn anh thì em yên tâm là về cách sử dụng là bọn anh biết sử dụng. Nguồn nghe các thứ là phải rất là chuẩn. Nguồn điện là chuẩn là nhá. Ông anh nhà anh còn có lọc điện cơ. Lọc nữa. Còn có ly hoa bảo vệ tổng cả cái tổng nguồn cho em ạ. Không bao giờ điện áp quá nên 220. Rồi sắp tới ông anh còn mua cái lọc điện để trước khi cắm vào ly là còn quan lọc điện nữa cơ. Bao nhiêu tiền? Đấy, đầu tư vậy được thì tốt anh ạ. Đấy đấy là ông anh nhà anh điện còn lọc quan sắp tới nó sẽ như thế. Đây là vỏ nâu này.
Ok, vỏ nâu. À, đây cũng nguồn xanh, nguồn xanh vỏ nâu phải chưa? Đấy, bây giờ cái hai con này nguồn khác nhau, bây giờ nhá, như nhau. Bây giờ nhân tiện này đi, em xịt cái con của anh sang bên sao lại cắm vào em test một tí. Xem qua đã xong rồi mình cắm mình mở nhạc một tí. Đây nhìn nhé cái vỉ này. Vỉ này giống nhau chưa? Ok. Không khác gì, đúng okay, không? Ok. Motorola này, Motorola. Ok. Có chữ M hết nha. Cả có chữ M nha. Ok em. Anh nhìn có kinh nghiệm nó khác nhau không? Không có nào khác nhau, đó tìm được cái điểm khác nhau của nó. Cho nên anh thích em là nên trên sóng em phân tích từng tí một đấy. Và bản đặc biệt nó có cái chở nó câu vào cái chân sò này. Ok. Bản thường không có nhá. Ok ok. Được chưa? Nguồn giống nhau nha. Ok. Thì bản chất hai con này không có gì khác nhau cả. Nguồn lên 800T còn bóng hơn nguồn của anh. Bóng thì mình nhau thôi. Anh Quang ơi, cái nguồn của anh bóng hơn của em rồi đấy. Đấy. Sò chữ 7. Em cứ phải từ từ cho rõ. Cũng sò chữ 7 giống nhau nha. Mới choang nhỉ. Đấy. Sò chữ 7 nha. Nói chung là tương đối mới nhỉ. Cái sò cái tụ màu vàng này tụ cũng zin đi nhỉ. Tụ zin hết. À. Và tụ này tụ zin hết. Rồi ok, em lại lật mặt dưới lên xem này. Cứ nhẹ nhàng từ từ em. Anh chơi có tầm lắm đấy em ạ, chứ không đâu. Bọn anh là chấp nhận cái tiền học của đấy. Chấp nhận tốn kém nhưng phải tìm được những cái nơi chủ như em á. Rẻ hơn thì anh cũng không mua được của em, bởi vì đồ em mua về nó cao rồi. Đồ đẹp thì không có giá rẻ, bọn em đi mua thế mà. Bọn em phải đấu giá bên kia. Đồ đẹp thì mua cũng phải giá cao, kể cả có mua lại của anh em nào thế. Đẹp thì giá nó khác, xấu giá nó khác. Cái gì nó có giá trị của nó hết. Đấy, tụ lùn này. Anh đặt nó. Tụ này nó to hơn đúng không? Bằng nhau hết. Không, anh bằng nhau á? Anh gọi là con này. Chỉ số đấy, anh tưởng chút lớn hơn. Chỉ không, chỉ số như nhau hết. Chỉ số đều 55 VDC hết. Được. Nói chung như thế đấy. Đây nhìn nha. Rồi, ok. Bằng nhau nha. Okay. Đây nè. Thông số này. Mới, con này mới anh Quang ạ. Con này mới đấy. Thông số nó có hết này này này. Ok. 255 VDC này. Chạm nhẹ trước. 2000 microfarad này. Đây. Con này thế này, 2000, 20000 đối ra 2000 này. Ok. 55 này. Ok. 85 độ C này. Ok. Đây 85 này. Ok. Đấy, đối tìm được cái gì khác nhau của nó đây. Ok em. Còn những cái gì mà chi tiết cận kẽ hơn thì em chỉ có này hết rồi, nó chỉ thế thôi. Vâng. Đấy. Ngày trước anh dùng một con kể hưởng nghe nhá, anh dùng một con 390 thế là về cái cũng zin nguyên bản nhìn nó cũ lắm. Nhưng mà 390 là cái núm nó khác. Hát vẫn tốt nhưng mà những cái rác bông sen này nó còn bị chập chờn cơ. Xong mình phải dở ra mình chấm mình hàn lại. Mình sướng nhất là những cái con mới mà mọi cái tụ trở nó nguyên bản mà không có một dấu vết hàn là sướng rồi. Núm nút nó 390T là cái núm nó không phải núm này, núm nó màu trắng. Bà. Cái này là dạng đấu dạng kiểu như là cầu remote điều khiển cái gì đấy nhiều lúc anh dùng anh tìm thì những cái đây, quan trọng đây là cái rác này sáng này sướng này đầu loa sáng này sướng này cấp rác cắm sáng đấy cái rác còn 800T là còn mới hơn con của anh tí thôi nhá. Nếu mà ông anh lấy là anh hơi ghen rồi cái vấn đề rác này. Tất cả tụ chở nó zin như thế này mà thôi ok bây giờ em thử nghe nối loa vào cái 800T cho anh nghe để quay luôn vào video. Anh nhìn thấy là ok. Anh cứ để đấy. Anh chịu khó nha, để chỉ cái này. Chết này. Nào anh mất công về chịu khó phục vụ anh tí. Nhá. Xong em nghỉ ăn trưa là vừa. Đấy, tí anh em ăn trưa này mà rồi. Bên kia. Rồi, xong rồi. Ông lên à? Ừ. Mình chơi những cái loa đứt cổ ấy. À. Mình có những lúc loa bát nó yếu thì nhờ Nguyễn khắc phục á. Anh quen Nguyễn lâu rồi anh? Nguyễn 1-2 năm nay. Nguyễn tính cách hay lắm. Để tính cách. Nói chung loa của mình là loa zin nguyên bản hết. Không có gì phải, không, chưa cái nào phải quấn lại. Nhưng mà theo như kinh nghiệm của anh em nhé là chọn một cái một
đôi loa và một âm ly thì anh nghĩ là chọn âm ly, chọn âm ly dễ hơn. Tại vì loa là đồng ý là các thợ, các chủ kênh nói là zin nguyên bản toàn tập, nhưng quan trọng khi bình mở cường lực nó mạnh lên tí thì tiếng bass nó còn chắc hay không, đúng không? Nó có vững hay không nữa cơ. Nên theo kinh nghiệm anh chơi. Điện chưa bảo. Có thể em vẫn xoáy lại cầu trì ấy. Có lần trước mình mua cái 390 về là cắm mãi không được. Nhầm dây. Giống dây nhau cắm nhầm. Nguồn của em đều 120 hết gì? Em thì 110. 110 mà chuẩn lại. Hết chưa? Hết này. Đây là bóng màu sáng đúng không? Mặt đồng hồ màu sáng đúng không? Đây, sáng. Đèn hắt. Đúng rồi. Tại nó phản cái bóng điện kia vào cho nên nó chiếu thành màu trắng. Cứ nằm xuống cho anh nhìn tí nào. Nằm xuống vẫn được cái gì? Vâng. Bây giờ em phải cắm nguồn vào chứ, cắm nguồn AV dây tín hiệu vào nữa chứ. Cắm rồi, đang xem cầu. Dây loa, cầu do lối chậm. Xem còn cầu loa nối chưa? Cầu loa nối rồi, nó chuyển cầu loa đi. Bọn em đâu, bọn em xếp cất cẩn thận, bọn em không mở. Về nhà những cái đồ này bọn anh mở liên tục nên nó còn trơn tru hơn rất nhiều. Cũng có tép đi. Em ghé hẳn có để cho anh nhìn rõ xem loa này chỉ. Nghe có vẻ đầm hơn. Thằng này là đánh hoa R3 là như cậu vợ này đúng không ạ? Đúng rồi. Xem vậy hả? Còn gì đẹp hơn những ngày bên nhau. Đây là cổng chuyển loa đúng không? Một cầu cổng tên. Mấy đứa anh hỏi hưởng nha, là ví dụ là cổng là đây là một cổng to nhỏ nhỉ? Ví dụ các cổng vào thì âm thanh nó khác nhau không? Không khác. À như nhau đúng không? Người ta không nghe đâu. Bây giờ em tạm dừng bài hát đấy.